Thưa quý vị và các bạn, kết nối, hợp tác tạo cơ hội để các doanh nghiệp hàng không sát cánh cùng với địa phương trong công cuộc phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong việc tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá và thu hút đầu tư. Đó là những cam kết của ba hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways tại Hội nghị Hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch qua đường hàng không tỉnh Kiên Giang tại Phú Quốc. Tại hội nghị, đại diện các hãng hàng không trình bày những kế hoạch định hướng trong việc kích cầu khôi phục du lịch qua đường hàng không. Hãng hàng không Vietjet sẽ khai thác mở rộng các đường bay nội địa, đường bay quốc tế đi đến Phú Quốc, Kiên Giang, phối hợp cùng địa phương xây dựng sản phẩm du lịch mới, quảng bá điểm đến Kiên Giang trên các nền tảng truyền thông của Vietjet. Kế hoạch của Vietjet trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng thêm các đường bay ở trong nước cũng như quốc tế. Ngoài ra thì trong cái kế hoạch sắp tới thì Vietjet cũng mở thêm những cái đường bay khi mà chúng tôi đã có cái đội bay với thân rộng tức là A330 thì đến các cái thị trường xa hơn như là châu Âu, như là Úc, như là có thể là vươn đến những cái thị trường ở phía Trung Á hoặc là Trung Đông, thì chúng tôi sẽ để đưa những cái khách đấy đến cái Phú Quốc như là một cái điểm đến mới. Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cam kết cùng tỉnh Kiên Giang phát động điểm đến Phú Quốc Kiên Giang thông qua hình thức quảng cáo, tổ chức các sự kiện du lịch, các chương trình kích cầu du lịch tại địa phương, xây dựng chính sách giá vé ưu đãi, tổ chức các đoàn trong nước và quốc tế đến khảo sát, giao lưu hợp tác. Giai đoạn đầu dự kiến tập trung vào các thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Úc, tạo luồng xanh giữa các nước kết nối địa điểm du lịch tại Việt Nam. Và với vai trò của hãng hàng không quốc gia thì chúng tôi cam kết cùng với lại tỉnh Kiên Giang không chỉ trong năm 2022 hay là trong giai đoạn đại dịch mà đây là một hợp tác chiến lược mang tính chất dài hạn trong vòng 5 năm. Và chúng tôi muốn đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang để làm cho tất cả các bạn bè quốc tế biết về điểm đến du lịch Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và rất là xinh đẹp. Và chúng tôi cam kết là sẽ đưa hình ảnh của Phú Quốc tới tất cả trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và tại các cái kênh quảng cáo của Vietnam Airlines. Phục hồi phát triển du lịch đường hàng không chính là tiền đề quan trọng cho việc phục hồi và phát triển các hoạt động giao thương, đầu tư của tỉnh. Vì vậy, thông qua hội nghị này, Kiên Giang mong muốn từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa, khôi phục lại các hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan của ngành du lịch, xây dựng hình ảnh Kiên Giang là điểm đến an toàn, thân thiện. Để phục hồi lại ngành du lịch thì điều cần thiết trước hết là phải có các hãng hàng không cùng đồng hành với các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp lưu trú, các khu vui chơi giải trí cũng như các khu mua sắm để nhằm đón khách trở lại với thị trường tỉnh Kiên Giang nói chung và thị trường du lịch Phú Quốc nói riêng. Với mục tiêu hợp tác toàn diện trong quá trình mở cửa chống dịch với tỉnh Kiên Giang, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ với ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways thực hiện các biện pháp kích cầu quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc Kiên Giang là điểm đến an toàn, khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và Kiên Giang nói riêng.